Thì hôm qua em có update lên cái hệ thống ở bên em YouTube là em nói là sẽ hôm qua em về vệ sinh xong những con máy, test những con máy máy 9000 của điều hòa cửa sổ một cục mọi người nhá. Thì hôm nay em show cho các bác xem. Thì hiện tại hôm nay chắc là trong một số này thì em cũng đã có một nửa số lượng người khách đã đặt những con máy như này. Ok chưa? Đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác xem nhé. Ví dụ như đây là con Morita cơ này. Con này là con Toshiba 9000 2 triệu này, cực kỳ khỏe luôn đấy. Con này là con Nationa này. Đấy, hai con Corona mọi người này, hai con Corona. Con Corona này thì có điều khiển từ xa mọi người nhé. Đấy. Đây cũng là một con Nationa này. Đấy. Đây là một con Corona này, mọi người này. Ok. Con này Sanyo này. Con này là con Morita này. Con này là con Sáp mọi người nhé. Và đây là một con Nationa mọi người này. Đấy, hiện tại ở cửa hàng em chắc có khoảng chục con điều hòa 9000 BTU mọi người nhá. Đấy, chục con điều hòa BTU 9000. Thì bác nào có nhu cầu về điều hòa cửa sổ một cục mà 9000 BTU thì liên hệ bên em nhá. Hiện tại thì bên em sẽ còn, nếu như bây giờ có 3 bác đặt rồi thì sẽ còn 7 con. Đấy, hiện tại như thế. Thì bác nào có nhu cầu lên lên